Sau vài ngày sử dụng cái thiết bị mà Oppo A91 mình mua giá siêu sale ha, thì mình đã có thể chia sẻ với các bạn những cái ưu điểm, những cái nhược điểm của thiết bị này để các bạn nào mà cần mua, chúng ta lưu ý, ví dụ như mua mức giá sale thì như thế nào, và nếu như mua ở cái trạng thái nó không sale thì có ổn hay không. Rồi, mời các bạn theo dõi video ha, xem là nó có những cái lỗi gì. Thẻ nhớ và vừa có hai SIM luôn thì bây giờ mình sẽ lắp cả hai SIM luôn để xem là nó như thế nào ha. Cả hai SIM và thẻ nhớ luôn để xem khi mà chúng ta lắp hai SIM vào nó có nhận đầy đủ hay không. Vì đây là cái hàng cũ á, cho nên là khi mà các bạn mua hàng cũ thì các bạn phải test hầu như là tất cả những cái tính năng mà các bạn cần sử dụng đến ha, để trong cái thời gian mà chúng ta có thể đổi trả được thì chúng ta đổi trả nha. Đây, thì cái dòng chữ này có thể là do đây là một cái phiên bản nội địa của Trung ha, và được chạy lại cái bản ROM quốc tế, tại vì cái phiên bản mà A91 thì nó có nhiều phiên bản khác nhau, và F15 chính là cũng là một cái biến thể của nó ha, nó sẽ có nhiều cái biến thể khác nhau. Khi mà lắp hai SIM vào nó đã nhận hai SIM rồi nha. Để mình vào cài đặt coi cái SIM nào là dữ liệu di động để mình sẽ lựa chọn nó phù hợp hơn. Đó. Các bạn có thể thấy là nó nhận Messenger rất là nhanh luôn, chứ tại vì đây là ROM quốc tế, nó không có bị chậm internet là SIM 2 nha, tại vì mình đăng ký trên cái SIM 2 nha các bạn. Để coi mình sẽ chuyển 4G, sử dụng mạng 4G qua SIM 2, thì các bạn có thể thấy ở đây thì sóng sánh của cả hai SIM nó đều full hết. Và đối với các thiết bị Oppo thì chúng ta có thể bật xem là cái tín hiệu giống như là cái tốc độ mạng nó là bao nhiêu, thì các bạn có thể thấy đây, tốc độ này ở cái khu vực này cũng không phải là sóng mạnh đâu các bạn, nhưng mà tốc độ này là ok ha. Không thể cập nhật được ha, ví dụ như mình sẽ bấm vào cập nhật phần mềm nè, đó thì nó báo là Android 9 nè, ColorOS 7.1 ha, thì chúng ta không thể nào cập nhật lên. Nhưng mà vào cái phần dưới thì phần mềm thì nó lại báo là Android 10 đó, thì thực chất thì có thể đây là Android 9 thì nó chính xác hơn. Và cái bộ nhớ của thiết bị nè, đó 256GB, nhưng mà khi mà mình sử dụng cái phần mềm để xem cái bên trong nè, ví dụ như phần mềm Aya 64 nè, thì khi mà chúng ta xem về cái hệ thống là cái phiên bản của nó nè, CBH2001 nè ha, và xem ở đây thì nó báo là dung lượng chỉ có 128GB thôi các bạn ha, trừ cái phần hệ điều hành này kia nọ thì cái dung lượng nó còn khoảng 104MB là nó hợp lý rồi ha. Đây phiên bản Bluetooth đây, để bây giờ mình sẽ qua bên đây mình sẽ coi về cái phần Android nè, để coi đây là trong phần mềm này sẽ báo là Android mấy, thì nó để là Android 9 Pie chứ không phải là Android 10 nha các bạn ha, nó là Android 9 ha. Rồi thêm nữa thì chúng ta sẽ xem về cái phần thiết bị, thì phần thiết bị chúng ta sẽ có camera 48MP và nó không có hiển thị nhà cung cấp cảm biến này, nhưng mà theo thông tin thì nó sử dụng cảm biến 48MP của Samsung chứ không phải là của Sony nha các bạn, và quay được cái độ phân giải tối đa là Full HD nè ha. Rồi có một cái điểm khác biệt chính là cái máy ảnh phía trước của nó độ phân giải là 16MP, còn nếu như cái chiếc Realme 5 Pro các bạn đã từng xem mình làm video trước đây chỉ có 4MP thôi, rồi nó sẽ sử dụng phần mềm nó nội si 16MP, còn đây sẽ là cái camera phía trước 16MP thực thụ nha các bạn. Và một số thông tin về cái chip đồ họa của nó là Mali G72 và cái đó đang chạy con chip là MediaTek 70 ha. Và sau cái quá trình sử dụng cái con chip MediaTek này mình thấy là ổn nha các bạn. Cái con chip này thì mình cảm thấy là pin cũng tốt nè. Ngoài ra nữa thì nó rất là mát ha. Rồi. Quay trở lại với một cái phần mềm test khác là phần mềm test về test card nè ha. Thì ở đây nó cũng báo là một tổng là 115 thì nó sẽ trừ hao này kia nọ thì nó sẽ rơi vào khoảng 128GB là hợp lý rồi. Và đây là cái thẻ nhớ 2GB mình gắn vào thì nó cái khe thẻ nhớ nó vẫn nhận bình thường. Mình sẽ bấm thử vào cái tốc độ ghi này kia nọ đó, ví dụ như kết quả mình đã test nè ha, đó tốc độ đọc ghi nè, nè đây tốc độ đọc nè, thì nó sẽ sử dụng cái bộ nhớ là UFS 2.1 nha. Đây là cũng là một cái tốc độ nhanh vào thời điểm nó ra mắt ha, tương tự như là cái chiếc Realme 5 Pro. Về phụ kiện kèm theo cái chiếc Oppo này á, thì mình thấy là hàng chuẩn nha các bạn. Ví dụ như là củ sạc, cáp sạc thì mình đã test trên thiết bị này rồi và có thử sạc cho cái chiếc Realme 5 Pro thì nó đều nhận sạc là VVOOC và tốc độ sạc rất là nhanh ha. Thì các bạn cũng đã biết thì cái sạc VOC thì nó là một cái chuẩn sạc nhanh và nó rất là kén. Ví dụ như nó đòi hỏi phải có củ sạc nè,
cáp sạc và thiết bị cùng hỗ trợ cái chuẩn VOC thì mới có thể phát huy được cái khả năng phạt sạc nhanh đó, không thì nó sẽ không hiện cái sạc nhanh VOC lên. Cho nên là chuẩn về cái linh kiện kèm theo ha, đầy đủ linh kiện nha. Bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể xem lại cái video mà mở hộp của mình và sẽ có link phía bên dưới để các bạn tham khảo ha. Kiểm tra thêm về cái phần mềm pin này để xem là cái dung lượng pin nó còn bao nhiêu. Thì cái quá trình sử dụng thực tế thì mình thấy là pin của nó, mình xem YouTube mà mở loa ngoài lớn luôn á, thì nó pin của nó mình thấy rất là tốt ha, tuột pin rất là chậm. Mình sử dụng ở những phần pin cuối cùng ha, ví dụ như còn có 8-9% pin chứ không phải là sạc đầy mà sử dụng nha các bạn. Để thực hiện cái quá trình test xem là cái pin nó bị chai bao nhiêu phần trăm á, để chúng ta tham khảo chứ không phải là nó chính xác 100% đâu nha các bạn. Đây, thì các bạn phải sạc nhiều lần thì nó sẽ cho ra cái kết quả tương đối. Thì ở đây thì mình sẽ chỉ sạc một lần thôi. Thì cái dung lượng pin thiết kế của nó là 4025 mAh. Và cái dung lượng pin ước tính thì nó là 82%, tức là nó đã chai khoảng 18% ha. Nhưng mà lưu ý ha, cái này chỉ là tham khảo thôi các bạn. Màn hình của nó thì xem phim cũng rất là ok, no LED á, cho nên là nó sẽ có tính năng là on, way on, display nha các bạn. Đồng hồ màn hình tắt nè, nó không có để là on, way on, display mà nó sẽ để là đồng hồ màn hình tắt ha. Các bạn có thể cài đặt, ví dụ như buổi tối thì chúng ta không cho hiển thị đồng hồ lên, nó vừa tiết kiệm pin nè. Ngoài ra nữa thì nó cũng không có gây sáng chói á. Đó, thì khi mà bật lên thì nó như vậy. Thì đây là một cái điều kiện ánh sáng rất là sáng và chúng ta có thể xem được nội dung này kia nọ ha. Và cái vân tay dưới màn hình thì mình đã nói rồi đó các bạn, nhanh hơn trên cái chiếc LG G8X nha các bạn. Ngoài cái cảm biến vân tay thì chúng ta còn có thể đặt được cái khuôn mặt nữa ha. Khuôn mặt này là khuôn mặt 2D thôi các bạn. Rồi ha, nó tự mở ha, phát hiện khuôn mặt thì nó rất là nhanh. Để khiến cho việc khuôn mặt thất bại, các bạn có thể bật cái tính năng này lên. Tính năng này sẽ đảm bảo bảo mật tốt hơn. Thì nó chỉ là 2D thôi, chắc chắn nó không thể nào mà chắc chắn được, các bạn có thể tắt. Rồi bạn nào quen dùng ColorOS thì các bạn đã biết những cái tiện ích của ColorOS rồi đó. Thì các bạn có thể vào cái phần công cụ và tiện ích nè, cử chỉ và chuyển động nè. Ví dụ như cử chỉ khi màn hình tắt thì mình đã làm bữa hổm sơ rồi các bạn. Chạm 2 lần để bật màn hình ha, vẽ chữ O khởi động camera, chữ V để mở đèn pin. Ngoài ra thì các bạn có thể thêm nhiều cái cử chỉ vẽ khác nhau để mở ứng dụng hay là gì đó ha. Gọi lên để bật màn hình nè, rồi chụp màn hình bằng 3 ngón tay. Thì trên cái màn hình này nó vẫn hoạt động rất là tốt ha các bạn. Các nút điều hướng này thì các bạn có thể là ẩn luôn ha, tự động ẩn các cái nút điều hướng này. Hoặc là các bạn có thể chọn cái cử chỉ vuốt lên. Rồi như vậy nè, ví dụ như các bạn đang sử dụng cái trạng thái như vậy, các bạn sử dụng ba cái phím điều hướng như này của Android 9 ha, thì chúng ta sử dụng rất là ok, không có gì phải phàn nàn hết, đầy đủ ha. Nhưng mà khi mà các bạn vào cài đặt đi, các bạn chọn vào cái công cụ và tiện ích rồi về cái nút điều hướng đi, các bạn sẽ chọn là nút ảo đi ha. Các bạn sẽ chọn vào cái cử chỉ vuốt ha, không chọn nút nữa thì nó sẽ ẩn cái nút này đi. Thì rồi nè, đó rồi ha. Rồi nhưng mà khi mà các bạn vào một cái ứng dụng, ví dụ như mà vuốt nè, đó các bạn thấy là nó giống như là nó không có, có những lúc nó giống như là nó hơi khựng đó các bạn, có những đó, có những lúc nó hơi khựng ha, và nó không có được trơn tru giống như là chúng ta sử dụng cái phím điều hướng nha. Đó. Nhưng mà cũng được ha. Ví dụ mình sẽ vào phần cài đặt nè. Đó, vuốt lên. Ha, nó sẽ hướng dẫn các bạn ha, ẩn thanh cử chỉ luôn. Đó. Rồi tránh chạm nhầm khi vuốt nè. Đó thì các bạn khi đó các bạn vuốt lên đó. Mặc dù là Android 9 thôi, Android 9 là khi mà xuất xưởng ra thì nó đã sử dụng Android 9 rồi các bạn. Khi mà mới mua về thì mình kết nối nó lại với cái tai nghe Bluetooth á, mình thấy là cái âm thanh nó hơi nhỏ ha, nhưng mà hiện tại là đã khắc phục được cái hiện trạng đó rồi. Mình khôi phục lại cài đặt gốc, có thể là cửa hàng đã cài quá nhiều ứng dụng bị xung đột quá các bạn, thì nó sẽ bị như vậy ha. Và cái màn hình này thì xem YouTube đồ thì rất là ổn luôn đó. Các bạn nghĩ sao về cái chiếc Oppo A91 mức giá siêu sale mà mình đã làm video này ha? Và nếu như là mức giá nó không sale và các bạn thích thiết bị này á, thì các bạn mua các bạn sẽ test kỹ hơn ha. Có thể khi mà chúng ta mua mức giá sale quá rẻ thì có những lỗi nhỏ chúng ta sẽ chấp nhận được, nhưng mua ở mức giá bình thường thì cái tiêu chuẩn chúng ta sẽ khắt khe hơn ha. Rồi, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Và video này mình cũng quay bởi camera phía trước của cái chiếc Oppo A91 này ha.
nó quay được độ phân giải là Full HD. Các bạn cũng xem thử chất lượng video quay ở buổi chiều cũng như là cái chất lượng thu âm.